Ok, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Audio. Trong video ngày hôm nay và ngày hôm nay thì cũng lại một tiếp tục đó là một cái video mà cũng có rất nhiều các bác ở băn khoăn hỏi bên cửa hàng bên em là em cũng có một cái con vang X5 mà tại sao em chỉnh mà nó không thể hay được, mà sao nghe kênh của anh mà nghe tiếng vang nó lại phê đến như thế, đúng không ạ? Thì nói thật sự các bác là em cũng chia sẻ một vài cái cơ bản để cho toàn thể anh em là cũng hiểu về cái chỉnh vang số. Và cũng có rất nhiều các bác cũng đã theo dõi kênh của bên em rồi, thừa biết là kênh của bên em thì để mà nói mà làm các cái dòng vang số thì thật sự các bác là không thể nào chê được. Bây giờ em sẽ thử bằng cái kiểm chứng đó, kiểm chứng để cho toàn thể các bác nghe, đúng không? Nghe xem là cái vang này em hát trực tiếp, đúng không? Em hát trực tiếp bằng cái mic của điện thoại thôi, và bằng trực tiếp bằng cái mic điện thoại thôi, để cho toàn thể các bác cùng nghe xem là nó có hay như em nói không nhá các bác nhá. Em sẽ cùng các bác nghe một đoạn nhạc xưa các bác nhá. Quay cho anh này. Mưa vẫn bay trên từng hàng dài tay em mấy thuốc mắt xanh sao, nghe lá thu hương sẽ một hòn nhỏ đường dài vô hồn cho mắt buổi chiều vui nóng những chuyến mưa xa. Đấy, thì thực sự các bác là em cũng chỉ hát bằng thu âm bằng điện thoại thôi. Đây em đang hát trực tiếp con vang này, nên em sẽ quay lại máy quay để cho toàn thể các bác cùng xem nhé các bác nhá. Đó, rất là ok với chiếc vang số X5 này thôi. Nó không có cái gì cầu kỳ cả. Em cũng chỉ dùng đó là một bộ mic bãi thôi. Một bộ mic bãi, giá của nó chỉ có vào khoảng tầm 2,4-2,5 triệu thôi. Đó, đây nha các bác nhá. Thì hiện tại em đang dùng con vang này đây. Em sẽ nó cho nhỏ lại này. Đó, em sẽ cho nhỏ lại này. Đó, gần đây cho toàn thể các bác cùng xem nhé. Nói chung là nó hơi mờ một chút. Đây em sẽ vặn 1, 2, 6, 7. 1, 2 1, 2 4, 5. Tiếng vật của con này nếu mà để mà em chỉnh thì rất là sang. Để em sẽ thử cho toàn thể các bác nghe cái tiếng mộc các bác nhá. 1 2 6 7 hê hê hê. Khi bơm tiếng affect vào thì nghe tiếng rất là hay. Đó. Thì với một cái chiếc vang như thế này thì thật sự các bác là cái màn hình nó hơi mờ. Đâm này em nhiều khi em cũng không thể quay sát được vào để cho toàn thể các bác cùng chiêm ngưỡng. Đó. Đấy. Thì với các cái dòng sản phẩm của vang số X5 này ấy, thì là bên cửa hàng bên em thì luôn luôn bán cho toàn thể các bác với cái giá là nó vào tầm 2,5 triệu. Và thật sự các bác là nhiều bác gọi điện đến mà rất muốn mua hàng của em nhưng mà giá của em nó hơi cao, đúng không? Thì cũng có rất nhiều anh em bảo là giá của em 2,5 triệu, một cái đơn vị khác nó bán thì chỉ khoảng tầm 2,2-2,3 triệu thôi. Nó thật sự các bác là chênh nhau 200-300, nó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng quan trọng là cái được việc của mình. Đấy, em cũng nói thật luôn và em cũng là chia sẻ với tất cả mọi người. Đấy, bởi vì cái thứ nhất là bên cả bên em luôn luôn bán cho anh em với những chiếc vang, với những chiếc vang vang số mà nó đẹp, nó với những chiếc vang số nó đẹp thì các bác chơi thì các bác chả bao giờ các bác phải nghĩ, bởi vì là các cái dòng sản phẩm vang số ấy, các dòng sản phẩm vang số thì bên cửa hàng bên em bao giờ cũng lên cho anh em với những cái dòng sản phẩm nó là chất lượng, cái thứ nhất là độ đẹp này và chất lượng, và điều cái cần nữa đó là cái kỹ thuật của bên em làm cho toàn thể các bác. Còn các bác nào mà anh em nào mà tin tưởng bên em sử dụng tất cả các dòng vang
cửa hàng bên em bán thì bán cho anh em đều một cái giá, chắc chắn em khẳng định với các toàn thể các bác nó là phải hơn các cửa hàng khác là 1-200 nghìn. Để em cũng nói chia sẻ thật luôn. Còn các bác là tin tưởng bên em và yêu mến kênh của bên em và đã thử trải nghiệm vang số của bên em rồi thì các bác cho em đó một cái lời nhận xét. Và em cũng chẳng dám là cao sang độ gọi là cao thấp với cả ai cả, đúng không? Nhưng mà em qua những các cái video và bên cả bên em làm thực tế cho anh em, thì các bác cũng có thể nhận biết được. Các bác nào mà mua các dòng sản phẩm vang số thì hãy đến với cả cửa hàng bên em nhé. Giá có là 2.500.000, bao ship tặng kèm đầy đủ các bác phụ kiện nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác.